mày lờm ai á? Mày thích lờm lắm hả? Mày tưởng ba mày làm chủ tịch trường thì mày muốn làm gì thì mày làm à? Tao thích tức là sao? Má! Mày ơi, Phương! Mày muốn bật hả? Không có tư cách. An phận đi nha. Nếu như không muốn bị ăn đòn. Nghe chưa? Làm gì mày? À, dạ em xin lỗi mấy anh, em không cố ý đâu. Cố ý hả? Mày giỡn mãi tao hả? À, đứng lại đi đâu? Mấy anh ơi, em không cố ý thiệt mà. Mấy anh em. Tâm, mày biết sao không? Mày... thằng kia, đi đứng cái kiểu gì? Đổ hết đồng của tao, lộn lên cho tao mày. Tại cái thằng kia gì ơi? Không có tại, mày lộn, hai thằng mày lộn. Giết. Con cái gì con nhà ai mà hung hăng? Đi đứng cái kiểu gì? Biết. Ê. Đi đâu mà vội mà vàng, ghé quầy sao đỏ nạp vài ngàn rồi đi. Tên gì? Mày hỏi tao quá à? Không, hỏi hai thằng. Ghi tên vào sổ cho tao. Dám ghi không? Nó dám thách tao luôn mày. Ghi vô cho tao đậu. Ủa nó thách mày mà. Nhưng mà mày cầm sổ. Nó tên Lâm Bảo. Có bạn tên đó mày. Bảo Lâm. Tao gạch tên nè. Nè tao gạch nè. Nè gạch nè. Tên gì vậy? Lớp nào vậy? Tên Luân, lớp 11A2. Luân 11A2 đi trễ. Mày bị điên hả? Người ta mới cứu mình xong á. Tao tính đâu là công tư phân minh. Minh không? Đâu hả? Đâu hả? Trường hướng này mà. Đi lượm cặp. Đi, để em, để em, để em. Để nó. Thôi, được rồi. Để em đem thôi, Được rồi. Thôi, đem thôi. Đó, ôi. Anh, nói nghe nè.
giờ hai đứa em thích thích anh quá rồi. Giờ không ấy cho hai đứa em đi theo anh lên đây làm đại ca tụi em được không? Thôi đại ca cái gì, anh em không à, được rồi. Thôi thôi thôi, để đại ca làm đại ca đi, rồi có gì đại ca cứ nói tụi em, cần là tụi em có. Thôi thiệt để luôn luôn sẵn sàng. Thì thôi đại ca vô lớp trước à. Dạ. Dạ, anh thỉnh đại ca vô. Đại ca. Ê, em kêu mày. Ê. Ôi, con kịp. Hai Linh. Sao Luân đi trễ quá vậy? Hả? Thì Ôi, cái cuốn này á hả, mới ra sáng nay á, số lượng có hạn á nha. Đúng rồi. Tôi biết vậy á nên tôi sáng nay tôi cố tình tôi đi thiệt là sớm nè, tôi xếp hàng, tôi đợi tôi mua cho Linh đó, mua cho bằng được, tôi biết không mua ngày hôm nay là không bao giờ mua được nữa. Thấy tôi giỏi không? Cảm ơn luôn nha. Thích không? Ấy mà cuốn này bao nhiêu tiền nhỏ Linh gửi lại? Thôi được rồi, tôi tặng Linh có nhiêu đâu. Ôi mà bao nhiêu Linh gửi lại cho nè. Được rồi, để tôi tặng mà, tôi tặng Linh mà, được rồi. Thôi để Linh gửi tiền cho. Tôi nói được rồi. Con làm gì la Linh vậy? Thôi, ý tôi là được rồi, tôi tặng Linh nha, khỏi tiền bạc gì hết. Thôi Linh cảm ơn luôn nha. Để mai Linh bao nước luôn ha. Ừ, cũng được. Vậy đi. Và học bài đi nè. Học sách đây cho. Được rồi, các em ngồi xuống. Lớp trưởng lên nhận bài kiểm tra một tiết môn lý cho các bạn nè. Tất nhiên là rồi. Đâu không học bài đúng không? Sao vậy? Làm bài không được hả? Thôi đừng buồn nữa. Tất cả các em mở tập ra học bài mới. Mình ra khỏi lớp được chứ? Được. Nếu như mấy em không thích học nữa thì có quyền đi ra ngoài. Dù sao thì cái lớp này tôi cũng chỉ dạy cho con người thôi. Quê dễ sợ chứ. Hồi nãy trong lớp á, đứa nào mà cười tao, tao nhớ tao xử đẹp hết. Cũng tại mày với tại ai? Tao kêu vô lớp sớm không chịu. Lon ton chi vô trễ giờ la. Thôi được rồi, có cái gì đâu mà xoắn đít lên vậy. Nên nhớ, tụi mình có gì đi nữa thì cũng sẽ không bị kỷ luật đâu, yên tâm. Nhưng mà ông thầy Phong á, dám hạ nhục mình trước lớp, không thể nào bỏ qua được. Mà tao biết ra đây vui vậy á là tao ra sớm rồi, không ngồi học chi trong đó nữa. Điên hả? Có biết ra khỏi lớp á chẳng khác nào tự nhận mình là xúc vật như không nói không? Ha. Mà cái ông thầy Phong đó, dám hạ nhục mình trước lớp như vậy, không thể nào mà bỏ qua được cho ổng. Giờ mày làm cái gì? Mày đánh ổng hả? Tao thì chưa biết làm cái gì, nhưng mà phải làm. Mày có biết là thầy Phong là giáo viên gương mẫu ở cái trường Tây Du này không? Ổng rất được lòng giáo viên và học sinh. Muốn đụng tới ổng không phải là chuyện dễ đâu. Ê, mình không đụng được tới ổng thì mình chơi con ổng đi. Sao con trai? Sợ rồi hả? Mày biết con hậu quả như vậy sao mà còn làm? Tao thích á. Đập nó! Ngồi im!
Ê, mấy con chó đi đâu á? Đứng lại chơi mày! Lên đây! Mày cút kìa! Ê, cái... Trời ơi, không tiêu rồi. Ba! Hai! Một! Chơi! Anh ơi! Ta đã xỉu rồi mà ba vẫn không thể nào dừng tay lại được. Sau đó ba đã bị đưa ra hội đồng kỷ luật và bị đình chỉ 1 năm. Còn người kia thì sao ba? Cậu ta bị đa chấn thương, gãy xương quyển, nứt vai trái, tét môi phải và phải nằm viện điều trị cả năm trời. Sau lần đó ba đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ đánh nhau nữa. Cơm đi rồi còn học bài nữa. Dạ. Chuyện đúng vui luôn, lát vô mượn Vũ nguyên bộ về coi mới được. Ở luôn ngoài đây hả? Vậy nãy giờ tôi đi kiếm á. Đến kiếm rồi hả? Ừ. Thôi ngồi đây đi, tôi đi mua nước cho. Còn mình chứ ngồi với ai vậy cả? Tụi bay lát nè, coi nè, crush của tao mua nước cho tao uống nè. Oh. Ghê ghê ghê. Còn có crush luôn.
đợi Linh cả đời cũng được mà. Tâm lý quá vậy. Nước vừa lưng nè. Cảm ơn Linh. Ủa mà sao hai người Linh mua có một ly nước vậy? Hai người uống chung một ly nước, hai ông hút. Đã ngủ hả? Ngủ gì mà ngủ? Ý tao là tình hình chút xíu nữa nó sẽ dậy á, biết không? À, vậy là ngon rồi. Ê, hàng bay đi đi. Lát nữa Linh tới, Linh thấy hàng bay ngại, không thể hiện tình cảm với tao. Thôi, đại ca làm gì đại ca làm đi, rồi cho tụi em coi xíu. Đi, lẹ lên. Đi, nghèo. Mày có lê không? Nhanh. Tao mày vô kia. Hàng điên mày. Mày luôn nè. Cảm ơn Linh. Linh ơi. Tưởng gì? Tưởng đâu gì, đại ca cũng làm cho dữ vô. Có gì đâu. Nhìn cũng có cái gì. Thôi ơi, không có sao hết. Không có sao hết nè. Không có sao hết nè. Chui thôi, mình chui thôi. Hai thằng mày á. Tự nhiên không được cái đấy nè. Chủ đề lên cá lâu không? Linh. Trời ơi. Linh nói sao vậy? Chủ còn mất cả một thanh xuân để chờ đợi Linh kia mà. Chủ tâm lý quá à. Nước của Vũ nè. Ơ à, tại sao Linh chỉ mua một ly thôi? Linh mua một ly như vậy, Vũ uống rồi, nước đâu mà Linh uống? Mà Linh không có nước uống thì Linh khác, mà Linh khác thì Vũ xót xa. Làm sao mà Vũ chịu nổi? Vũ phải nhường nước này cho Linh uống chứ. Đúng không Linh? Vũ yên tâm. Một ly nhưng mà hai ống hút. Mình uống chung nha. Linh thật là quá lãng mạn mà. Linh. Linh. Hả? Ủa sao Linh đứng đó vậy? Sao đứng cười cười mình vậy? Anh à, nước của Vũ nè. Cảm ơn Linh nha. Vũ đợi Linh có lâu không? Thì cũng lâu. Linh đi mua có một ly nước cam mà thấy lâu quá trời lâu. Về đứng nói chuyện mình với ly nước cam hay gì, đứng cười ly nước cam Vũ cũng không hiểu nữa. Ủa mà sao đi cho đã đời đi lâu ơi là lâu, mua có một ly nước cam vậy không mua cho Linh? Mình uống chung nha. Uống chung hả? Ừ. Ừ thôi uống chung cũng được. Mà không được đâu. Sao ta? Thật ra thì Vũ có dị ứng với nước cam nên là chắc là Vũ không uống chung với Linh được rồi. Thôi để bữa khác nha. Bữa khác mình uống cái món khác ha. Sao Vũ ngu sớm? Vũ quên mà. Thôi đừng giận Vũ nha. Thôi sẽ lên đi, sẽ lên học bài đi. Học bài đi, sắp tới giờ rồi. Dạ. Mày làm gì vậy mày? Cuốn chuyện đúng hay, cuốn chuyện đúng vui luôn. Mai đem nguyên bộ cho mượn nha. Trời đất ơi, vậy mày cũng làm tao hết hồn nữa.
Mày sao yếu đuối quá. Anh nhớ đem vô trong phòng nha. Ừ. Anh em. Ừ biết rồi. Làm gì mạnh tay mày. Cam. Nước cam của Linh mà. Tụi tao đi qua bên kia xíu. Ừ. Đi đâu vậy? Đi uống sữa tươi trân châu đường đen. Ủa đi xong ngủ tao. Thì bình thường mày uống sữa tươi vô mày toàn bị đau bụng chạy muốn chết. Ai mà dám rủ mày uống món đó. Ờ. Ê tụi bay là bạn tao, tao muốn món này tụi bay phải dẫn nó đi ăn món khác, uống món khác chứ trời. Vô gì giờ người ta muốn uống cái đó thì bắt người ta uống cái khác. Đang thèm mà. Nó không rủ hả? Ủa mà sao mày nói là bữa nay nhà mày có sinh nhật đám tiệc gì cô chú bác gì phải về ăn mà. Ờ. Trời ơi, tao quên luôn á mày. Đó thấy chưa, là tại mày bận nên tụi tao mới phải đi riêng đó nha. Nhưng mày không có tâm mày rủ tao chứ. Về đi ăn đi. Ừ, tại mày bận chứ còn tụi tao không có muốn đi riêng đâu. Thôi đi đi. Vậy nha. Bye bye, bye. Ê, nó tới rồi kìa. Ra đi. Tụi bay nhớ làm cho gọn nha. Sắp có chuyện vui để coi rồi. Mày mày này muốn gì? À thì ra học sinh trường này. Tao nói tụi bay biết nha, tụi bay đừng có đụng tới tao. Tao mà mét ba tao á hả là ba tao tủi thẳng cổ tụi bay luôn á. Mày biết tụi tao là ai đâu mà mày nói với ba mày hả? Thì mày kéo mặt nạ xuống đây tao biết tụi bay là ai liền á. Đừng có đụng, đừng có lại gần tao, đừng có giỡn nha. Lại là mày nữa thằng chó. Giờ sao mày? Chơi không nãy nó đâu. Cút. Ai cũng xa lánh mình vậy. Ủa sao tụi mày không xử nó đi? Thằng nó đánh ghê lắm, tụi tôi chơi không có lại. Tức thiệt chứ. Chuyện này tính sau đi nha. Điên thật. Theo như ý của mày nói là nếu như hôm đó không có anh chàng bịt mặt đen xuất hiện thì mày đã bầm dập với tụi nó rồi hả? Khốn nạn mà. Tao mà biết đứa nào làm á, tao cho một bài học. Tao chỉ cần nói với ba tao một tiếng thôi là cái đứa đó biến mất vĩnh viễn ra khỏi cái trường này. Ừ. Tao thấy Trúc nó cũng có lý đó. Tụi mình phải tập trung vào mục tiêu trước mắt đã. Ê, đứng lại nói chuyện chút coi. Mày, mày ghi tên hai chị vào sổ đúng không? Ghi tên hai chị cái tội trang điểm lòe loẹt rồi. Xin lỗi chị đi. Ê mày, tụi tao trang điểm lòe loẹt hồi nào mày? Mặt này chưa đủ mọc hả mày? Dạ à, mấy chị trang điểm nhạt lắm. Lần sau á mấy chị nhớ dặm thêm cho mình một ít phấn lên nha, cho nó đậm đà một tí. Dạ nhưng mà tụi em làm gì mấy chị thì mấy chị nói đi, chứ nhìn mấy chị tụi em hơi bị ngợp á. Bình tĩnh. Thật ra thì tụi tao có chuyện nhờ tụi bay. À, nhờ hả? Nhờ thì cũng không đúng. Mà tụi tao muốn thuê hai thằng bay. Ê, mà nhìn nó không có lỗi thì sao ghi? Sao hai thằng bay ngu quá vậy? Không có lỗi thì làm cho có lỗi.
Vậy mấy chị cứ để đó đi, tụi em làm cho. Làm cho tí, chúng nói ba Vũ tốt quá, cho bạn nó lại ngủ nhờ. Linh, nếu mà ba Vũ đã đồng ý rồi á, thì tối nay Linh cũng ngủ ở đây đi. Tí nữa Linh ngủ ở phòng ba Vũ đi, để cho rộng rãi thoáng mát. Đi, đi đâu? Ê, đi đâu hả? Thì lên lầu. Lên lầu làm gì? Dọn phòng. Dọn phòng chi? Tối nay tôi ở lại đây ngủ luôn. Cái gì? Nhà chú cũng ngủ ngủ rồi đây làm gì? Trời ơi, nếu người ta còn biết nghĩ lại mình cũng ở lại đây chứ bộ. Nhà tôi với Vũ thân nhau trước giờ mà. Thân gì thân? Ủa bà thân tôi cũng thân hả? Tôi thân với Vũ lắm luôn á. Thân sao không thân? Rõ ràng hồi tối cặp trên bàn mà. Nghe nè, cái trứng này ngon hơn hôm qua bà Linh nấu. Mà nhắc tới Linh mới nhớ. Linh đâu? Ai biết. Ủa, sao chú không biết? Chút ngủ với Linh thì chú phải biết chứ. Ủa, mắc cười. Bộ ngủ chung là phải có trách nhiệm đi canh người ta, biết người ta ở đâu hả? Thì kệ đi, chắc là về lấy tập, lấy sách chị đi học thôi. Tại sao cái cặp lại bị rớt xuống đất? Chẳng lẽ tối qua Linh đã... phát hiện ra thân phận của mình. Vũ, ra ăn trứng của tôi kìa. Trứng của tôi với trứng của bà đâu? Ông nói nữa tôi cho tôi ăn trứng của ông bây giờ. Ê! Mọi người chú ý nè, tôi nhân danh tổ trưởng tổ bịt mặt đen, ê lộn, nhân danh tổ trưởng tổ chống bịt mặt đen, yêu cầu mọi người trong lớp này phải nộp cho tôi một cuốn tập bất kỳ. Nếu mà ai chống lệnh tôi sẽ ghi vô đây và nộp cho cô Kim. Ok. Xàm quá đi trời. Rảnh quá thì vô toilet bắt mấy đốt thuốc kìa. Ở đó mà tàu lao. Nè mấy bạn. Thí dụ mà có quăng á thì mình quăng sẵn, mình quăng cuốn tập lên luôn đi. Quăng ba cái này lên làm gì? Mình quăng ra. Ôi. Linh, có chuyện gì vậy? Linh muốn nói chuyện với Vũ về bịt mặt đen. Bịt mặt đen. Ừ. Vũ có biết gì về bịt mặt đen đâu mà hỏi. Đưa cặp đây.
lên. Dù chính là bịch mặt đen, thì ra là vì ba Vũ nên Vũ mới che giấu thân phận như vậy. Ba Vũ mà biết chuyện này chắc Vũ không yên với ba đâu. Mà Lung á đang ráo riết tìm Vũ á, Vũ cẩn thận nha. Nếu như mà để lộ thân phận ra thì không có ai giúp Vũ được đâu. Vũ biết rồi. Mà Linh nè, coi như Linh giúp Vũ, đừng nói chuyện này cho ai nghe nha. Tất nhiên rồi. Mình về đi, cũng trễ rồi. Vũ, Linh có chuyện này muốn hỏi nữa. Chuyện gì nữa hả Linh? Vào thứ hai tuần trước, Vũ cứu Trúc khỏi tụi thằng Bảo với thằng Lâm đúng không? Sao Linh biết? Vũ có biết hôm đó Linh cũng bị Trân và My xé hết tập vở của Linh không? Linh, có chuyện này hả? Thiệt á, Trân và My càng ngày càng quá đáng mà. Lúc đó Linh tự hỏi bịch mặt đen đang ở đâu, sao không xuất hiện như lần trước cứu Linh nữa. Thật ra thì hôm đó Vũ không hề biết chuyện của Linh. Linh hiểu mà, Vũ đâu phải thần thánh gì đâu mà có thể phân thân để cứu tất cả mọi người. Nhưng mà Vũ có biết là Linh bị tổn thương không chỉ vì Trân với My mà là vì Vũ. Linh, bài này đi. Chú ơi, chú ngồi đây làm bài nha. Viết của Vũ bị hết mực rồi, rửa lên lầu đợi viết. Làm cho tốt nha, làm không được rồi chết với tôi á. Ít bằng mấy ba bị cho để khó sao người ta biết làm. Nâng cao dù dù thôi. Bao nhiêu? Biết rồi, coi bài giải. Chắc chắn trong cặp của Vũ sẽ có bài giải. Trúc, Trúc làm gì vậy? Tôi gì? Sao tự nhiên lại lục cặp người khác? Mất lịch sự. Tại vì tôi thấy bài này khó quá cho nên tôi định mượn tập giải trong cặp của Vũ. Mà tự nhiên vậy thôi mà cũng nổi nóng với người ta nữa. Thì ai kêu chú ăn gian? Lo làm bài đi, lát nữa tôi xuống tôi coi. Bà đã hôm nay dám nạt cái mặt mình nữa hả?
bình thường hả? Trong trường là đá một phát vô mặt em bể đầu. Không biết là Chút mà thấy cuốn tập này, rồi những dòng chữ của tên Bịt Mặt Đen nữa, thì coi như tiêu. Bây giờ để trong phòng thì sợ bị phát hiện, còn để trong cặp thì sợ bị lục. Rốt cuộc phải làm sao đây? Đốt. Đại ca. Đại ca. Dạ. Ngày mai là hết hạn nộp thằng Bịt Mặt Đen rồi đó. Biết rồi. Bữa giờ hả, hửi không biết bao nhiêu cái quần xì, rồi uống không biết bao nhiêu là thuốc, mà vẫn chưa tìm ra được manh mối của thằng Bịt Mặt Đen. Đúng rồi đại ca. Cứ cái tình trạng hửi quần xì này riết á, kiếm ra được thằng Bịt Mặt Đen không biết em còn sống không nữa. Tụi em tin đại ca, nhưng mà đại ca toàn đẩy tụi em vô đường chết không à. Còn cô Kim nữa, chắc tụi em về miền cực nhọc luôn quá. Gì vậy hai đứa? Bình tĩnh đi, còn nước còn tát. Tụi bay còn đại ca tụi bay đây nè, tụi bay phải tin anh chứ. Đứng lên đi kiếm đại ca khác liền. Đại ca, nhưng mà bây giờ đại ca có tìm ra được cách á, hay là cái manh mối gì á, thì đại ca cũng nói ra cho tụi em biết, đúng không? Còn lần này đại ca cứ im im không à. Bởi vì càng ngày em thấy khoảng cách của anh em mình á, đi về nơi xa luôn á. Đúng rồi đại ca. Em nói đại ca nghe nè, đại ca là thuộc cái dạng lưu bang lâu năm. Không, cái này em nói thật, em nói chân thành. Mà tướng tá đại ca cũng ngon nữa. Mà đại ca không có người yêu, là đại ca hiểu rồi. Bây giờ mà đại ca mà lưu bang nữa, là đại ca ế suốt đời luôn. Ê, mà đại ca hơn tụi mình nhiêu tuổi vậy? Mượn tay con. Nhiều quá. Đã một tháng trôi qua vẫn không có tung tích gì của tên Bịt Mặt Đen. Là sao? Dạ thưa cô, theo những điều tra và những thu thập bằng chứng của tụi em thì em nghĩ là tên Bịt Mặt Đen đã giải nghệ và biến mất khỏi trường này. Nhờ sự thông minh mưu trí của đội chống Bịt Mặt Đen và quyền lực quá lớn của cô đó, nên tên Bịt Mặt Đen không còn xuất hiện tại ngôi trường này nữa. Cô cứ yên tâm, đúng không ạ? Dạ đúng rồi đó cô. Lần trước á, tụi em lụm được cái Bịt Mặt Đen đó, tụi em tưởng là nó làm rớt. Nhưng mà sau thời gian tụi em phải ngồi nghiên cứu, phân tích và phân giải ra thì tụi em mới phát hiện là do nó bỏ của chạy đến người. Đúng rồi đó con. Cô cứ an tâm đi, bây giờ sẽ không còn tên Bịt Mặt Đen ở trong trường Tây Du này nữa. Đúng vậy luôn á cô. Đợi hoài có thằng nào tới đâu. Là chắc chắn nó đã ra khỏi trường rồi. Cô. 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 Hả? Hả? Cô nói gì cô? Cô nói là các em nói đúng rồi. Tại vì mấy bữa nay cô không có nghe bạn nào phản ánh nữa hết. Đúng rồi. Dạ cô cứ yên tâm đi, vì có đội chống Bịt Mặt Đen ở đây và quyền lực của cô Kim đây, thì dù cho Bịt Mặt Đen hay Bịt Bao Ni Lông Đen hay Bịt bất cứ thứ gì màu đen thì cũng không dám quay về ngôi trường này đâu cô. Đúng không tụi bay? Đúng rồi. Tốt. Thôi các em về lớp đi, cứ vậy mà phát huy. Khoan. Mời đội chống Bịt Mặt Đen ở lại. Có chuyện gì vậy em? Thưa cô, không biết đội chống Bịt Mặt Đen hoạt động kiểu gì mà để tên Bịt Mặt Đen càng ngày càng lỏng hành đó cô. Ê, nói chuyện cho đàng hoàng nghe chưa? Tụi tôi có bằng chứng. Cô xem đi.
Như vậy là sao? Các em nói tên Bịt Mặt Đen đã giải nghệ rồi mà. Em thật sự mong cô xem xét lại, bởi vì em rất là hoang mang. Nếu như mà ba mẹ của em biết từ trong trường Tây Du của mình có một tên biến thái như vậy lộng hành, thì chắc chắn không thể nào yên tâm cho em tiếp tục học ở trường nữa. Chưa kể thông tin về trường Tây Du sẽ xuất hiện tràn lan trên mạng, trên Facebook, rồi mọi người sẽ chỉ trích về sự quản lý lỏng lẻo của trường mình đó cô. Ba đứa em không biết bằng cách nào phải tóm được tên Bịt Mặt Đen cho tôi, nghe rõ chưa? Không sao vậy? Bị sâu răng hả? À, do ngậm kẹo nhiều quá bị nhức răng nè. Không phải. Chứ thì sao? Tôi đang bị thất vọng. À, Linh biết rồi. Do là sâu răng nặng quá không có cách cứu chữa nên là thất vọng đúng không? Không phải, tôi thất vọng thằng Bịt Mặt Đen. Tôi không ngờ luôn á. Cái thằng Bịt Mặt Đen mà lâu nay tôi tìm kiếm, nó không chỉ giúp người không đâu Linh à, nó còn làm thằng biến thái nữa đó. Luôn nói gì vậy? Thầy thằng Bịt Mặt Đen chứ nói gì? Nó chui vô toilet phụ nữ. Nó... Sao? Nó giở trò biến thái, giở trò đòi bại chứ sao? Không có bằng chứng thì đừng có nói bậy nữa xàm nha. Có bằng chứng đàng hoàng luôn á. Đâu đâu? Ê, tụi bay, thằng mình Bịt Mặt Đen nó dê con chân lớp mình kìa. Đâu đâu, nè. Trời ơi, dê dữ trời. Tưởng đâu đại ca chứ. Ai mà biến thái quá. Đại ca mà biến thái. Tụi mày bày trò đúng không? Bày trò gì? Ủa? Tao bị lạm dụng thì tao lên tiếng công khai cho mọi người cảm giác. Có gì sai mà sao thái độ của mày lòi lõm quá vậy? Ủa? Mày binh hả? Bộ mày biết Bịt Mặt Đen là ai hả? Hay là mày là Bịt Mặt Đen? Tao không biết. Cho dù tao có biết là ai á, tao cũng không nói cho tụi mày biết đâu. Đừng có mà mơ. Bạn cùng lớp của mình bị lạm dụng rõ ràng bằng chứng như vậy. Một tiếng hỏi thăm an ủi cũng không có. Chỉ biết đứng nó sủa như một con chó. Mày nói ai là chó? Tao nói mày đó con chó. Thôi, thôi. Thôi mà thôi. Nè, đừng có tưởng mấy người là đội trưởng đội sao đỏ. Đừng có thiên vị ai thiên vị nha. Tụi biết một Kim đó. Tôi không có thiên vị gì hết trơn á. Nếu mà các người đánh lộn đây, tôi sẽ ghi tên vô sổ rồi đưa lên phòng giám thị. Giải tán đi. Tao nói lại lần nữa, đứa nào mà có ý định chống lại Bịt Mặt Đen, tao là người đứng lên chống lại kỳ đó. Ủa, một mình mày làm được cái gì? Còn có cả tao nữa. Vũ ơi. Dạ. Ba. Sữa này con. Dạ, cảm ơn ba. Nè Vũ, dạo gần đây á, ba có nghe nói về cái tên Bịt Mặt Đen đó. Ủa, con sao vậy? À, con đâu sao đâu, tại sữa của ba ngon quá nên là con uống hơi nhanh. À, theo ba nghĩ á, đây là một tên rất nguy hiểm. Con nhớ phải cẩn thận đó. Còn con thì con lại nghĩ khác. Mấy bạn trong lớp á ba, từng được Bịt Mặt Đen cứu giúp khi mà gặp khó khăn, khi bị ức hiếp. Còn những lời đồn đại gần đây thì
con nghĩ là chỉ là mục đích để bôi nhọ uy tín của Bịt Mặt Đen thôi. Dùng vũ lực để giải quyết vấn đề chưa bao giờ là một giải pháp tốt hết. Tốt nhất con nghe lời ba, mỗi khi đi học về cứ đi thẳng về nhà để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Dạ, không biết rồi. Thôi, uống sữa xong rồi nghỉ ngơi sớm đi. Dạ, ba về. À mà nè, Trúc không có tới học thêm nữa hả? Dạ đâu có đâu, hôm nay Trúc bận á, bữa sau Trúc qua. Ba thấy từ ngày có con á, Trúc khá hẳn lên đó. Dạ. Thôi, ba về phòng nha. Dạ. Tính ra mày chơi cái chiêu đó thâm quá ha. Bây giờ cả trường mình ai cũng sợ thằng Bịt Mặt Đen rồi. Nhưng mà kêu thằng Bảo kiếm cái bịt mặt nào giống tí xíu, chứ nó đeo vô không giống gì hết trơn á. Thôi kệ đi, cái việc quan trọng bây giờ là ai cũng tin hết á. Thì mọi chuyện vẫn còn đó, nhưng mà tao chỉ thật sự hết lo khi nào Bịt Mặt Đen lộ diện thôi. Mà làm tụi mình khổ như vậy, lẽ ra là được nghỉ rồi. Đằng này phải làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Tao không có thời gian học luôn nè. Mày cũng học nữa. Làm hết hồn à, hai thằng điên. Mày đi từ từ coi. Đang bực mình, đi chậm không có được. Làm gì bực? Tao nói thiệt mày á, có nhiều cách để giải quyết bực mình. Còn tao bây giờ á, tao gặp thằng nào á, đánh chết mày à nó. Tốt nhất là không nên dây dưa với mấy thằng này. Quan trọng là thằng Bịt Mặt Đen thôi. Ngầu lên, ta đang ngầu nè. Quan trọng là thằng Thái. Để tôi về tôi mét đại ca. Ok. Ê, giờ này thấy tao ngầu không? Trời, ngầu gì bằng tao, nhìn nè. Kệ mày chứ. Tao vẫn thích anh mặc Bịt Mặt Đen. Nhưng mà có nhiều người nói cái clip đó là giả. Giờ sao mày? Cái chuyện á, cái clip giả hay thật á, không có quan trọng. Ê nhưng mà tao nói nè, cái chuyện mà Bịt Mặt Đen cứu người là có thiệt đó. Tất nhiên rồi, tao nè đã từng chứng kiến nhiều vụ đó rồi. Bởi vậy, từ bây giờ tao sẽ không đeo kiến nữa. Tao sẽ đeo Bịt Mặt Đen để giống ảnh á. Đeo liền mày. Tụi này rảnh quá ha. Lần này tao phải làm cho triệt để mới được. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Công cụ nè, mình ăn chung nha. Ngon gì vậy hả? Linh ăn trước đi. Chú ăn trước đi. Thôi Linh ăn trước đi. Rồi ăn chung mà. Để Linh làm cho Vũ ăn nha. Thôi, để Vũ tự ăn được rồi.
còn ngon thì á. Thôi được rồi, mình ăn lên. Mình ăn bóc ngon hơn ăn lụa. Ừ, ăn bóc đi. Nhưng mà ăn nước này ngon hơn. Mà Vũ, Vũ đừng có buồn nữa nha. Có gì đâu buồn. Mà tạm thời á, trong thời gian này Vũ đừng có xuất hiện nữa. Thôi có gì đâu. Dù sao thì cái người trong clip đó cũng đâu phải là Vũ đâu. Với lại có xuất hiện hay không phải xem tình hình nữa. Vậy thì tốt rồi. Ăn đi. Chúng tôi vô lớp tao không được ăn đâu á. Xin thông báo, do dạo gần đây có một đối tượng nguy hiểm bịt mặt đen trà trộn vào trường, nên yêu cầu tất cả các em học sinh không được đeo khẩu trang, khăn đa năng hay bất cứ vật dụng gì để bịt mặt. Để tránh trường hợp nhầm lẫn, nếu em nào vi phạm sẽ bị ghi tên và gửi về lớp. Ai nhìn thấy học sinh nào bịt mặt cũng phải đều giữ lại và báo cho đội sau đó. Xin cảm ơn. Hôm qua tôi mới nhập mặt nạ đen về bán á. Nhiều không? 2 lô chứ nhiều, mà giờ trường cấm không cho mang vô, tôi không biết sao luôn. Ai kêu bà tham làm cái gì? Buồn ghê á. Thôi kệ, bán online cũng được, không sao đâu. Bà ơi, tôi mua online mà giờ cứ bán online nữa sao mà. Thôi lên lớp học đi, đang buồn đi. Tao mà thấy đứa nào trong trường này mà bệnh mặt là bắt nó lại. Ê! Ê! Đứng lại mày. Tôi hả? Chứ kêu ai? Mày có biết trong trường này cấm đeo bịt mặt không? Mày đeo ngư tao à? Đâu có, tao bịt thiệt mà. Diễn, diễn đại ca, nó diễn. Mày ho tao cũng ho này con. Thôi đi, không phải đâu. Nhìn tướng nó không phải đâu, tha nó đi. Gì đại ca? Đại ca cứ nhân nhượng hoài là sao vậy? Ca đi qua đây đi. Phải, ý là em kêu đại ca qua đây để em làm việc thôi chứ em không dám nói đại ca. Nè, còn mày nữa, bộ láo hả? Cởi khẩu trang ra. Mày cởi nó mày. Đóng vô, đóng vô, đóng vô. Gì vậy? Mới kêu nó cởi ra rồi đóng vô là sao? Tao cởi ra. Bỏ đi. Cởi. Tao nói rồi không nghe. Mày bệnh gì? Em bị hôi miệng kinh niên á. Để bảo vệ môi trường, tao có một yêu cầu nhỏ, là kể từ ngày hôm nay mày không được rời xa cái khẩu trang này. Nhớ chưa? Dạ, dạ. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Đi 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 đi. Dạ, dạ, anh cảm ơn anh. Mày đi là mày cảm ơn tụi tao rồi đó. Lầy lầy, tao nói không nghe. Xe ơi, bây giờ tao còn thấy mấy ông trời hả xe? Cho cái tội lầy. Đây. Cuối cùng thì cũng loại được thằng bịt mặt đen rồi. Kỳ này á, tao với mày có thể trở lại là bá chủ trường Tây Du rồi đó. Nói mày nghe, bây giờ có chút tiền nó cũng không dám lại đây nữa đâu. Đây, tiền đâu? Đại ca cho em đòi một bữa. Một bữa thôi nha. Mày, ơi lại. Mày, 2 ngày, 20. Lẹ. Đây 20. Ai cho tụi bay thu tiền ok ở đây? Má thằng. 20 không đóng. Muốn ăn đấm hả mày? Lục túi nó. Ôi, tao cái gì vậy? Tao
gì vậy? Buông tôi ra, buông tôi ra. Tao lấy hết. Thôi, trả lại cho tao. Trả lại cho tao. Tiền nó đóng tiền học. Tiền học. Tụi mày làm gì vậy? Trả tiền cho người ta đi. Sao mỗi lần gặp mày tao có cảm giác nó quen quen? Mày nói cái gì vậy? Tao với mày học chung trường, gặp nhau bao nhiêu lần rồi, không quen sao được. Mà có quen hay không á, mặt sát tao, trả tiền cho người ta đi. Thằng này láo mày, đúng chơi không? Đi vô lớp tụi bay, đám thằng luôn nó tới mệt đó. Mày coi chừng tao đó. Ê, lại đây. Được rồi, bạn lên lớp trước đi. Trời, cái tiền học đó tiền của mẹ mình nó mất là chết mình luôn á. Làm gì mặt đâm treo dữ vậy? Tao đang suy nghĩ là không hiểu tại sao tao thấy ánh mắt của thằng đó quen lắm. Thằng đó học chung với con chân con mi có đâu lạ. Không phải, hình như là ánh mắt đó tao gặp ở đâu rồi. Ôi, kệ đi, mình lo quậy đi, có gì đâu. Đông quá. Kiểu này chắc đánh không nổi rồi. Tụi này sao không chịu tách ra? Chết rồi, giờ sao đây? Mặt nạ của mình, mặt nạ có tiền đưa về ngầu cà phê coi. Dạ không có tiền anh ơi. Mày đi học không có tiền hả? Mày xấu xảo mày, giờ không có tiền ăn đòn nha. Mày là thằng nào? Mày ở đâu? Ôi! Dừng lại! Tao thấy là tụi nó càng ngày càng ghét mày rồi đó. Coi như là hôm nay tao trả hết nợ cho mày nha. Từ ngày mai, tao gặp mày ở đâu, tao sẽ bắt mày ở đó. Khoan đã. Tao giặt rồi. Khỏi hỡi. Anh hùng gì khẩu trang chua lè à? Xong rồi nè, vô chấm điểm đi.
Chắc chưa đó? Chắc. Nè nha, đừng có uổng phí công sức của tôi nha. Sai cậu nào là ăn đòn cậu đó nghe chưa? Trời ơi, không sao một câu nào luôn. Đúng là thầy nào thì chờ đó ha. Vũ, sao vậy? Đau quá. Ủa, tôi đánh nhẹ hều mà. Vũ giỡn với chung quá chứ, Vũ đâu có đau gì đâu. Giỡn? Hôm nay dám giỡn với bà luôn hả? Giỡn nè, giỡn. Giỡn không? Giỡn thôi chứ mấy cái phổi ruồi này sao đau được. Vậy? Phổi ruồi hả? Thôi không giỡn đâu, học bài tiếp đi. Vũ. Hôm nay á, mình nghỉ sớm, mình đi ăn đi. Chúc ba. Ừ, thì cũng được. Coi như là tôi trả ơn cho Vũ trong thời gian qua đã dạy cho tôi. Ừ, thì đi. Vậy để tôi nói ba tôi đi nha. Lên, vô. Ê, Trúc. Đi từ từ chứ, vô ngồi trước đi. Rồi đó, ngồi xuống ăn uống tự nhiên thoải mái nha. Cứ kêu đồ ăn ngập tràn đi. Quán này quen. Ủa, quán này là Vũ dẫn Trúc tới mà. Ý là mình nhìn cái quán này quen quen á, cho nên là mình cứ thoải mái ăn uống cho vui vẻ mà. Thì ra là vậy. Chị ơi. Dạ, chị cho em một phần bò lúc lắc, sườn nướng với lại hai chai bia cho chị. Ok, có liền. Chú uống bia hả? Chứ làm sao, trời đi chơi uống bia chứ uống nước ngọt hả? Sao vậy? Trời ơi, coi mặt cùi chuối kìa. Không biết uống bia hả? Thôi kêu lại. Chị, cho em một 20 chai chị. Gì vậy? Nãy mới nói không biết uống mà. Nói nào? Nói nào? Nè, lâu lâu mới có dịp uống bia với chút. Mình uống cho tới luôn. Thôi, bớt đi bà, không uống đâu. Uống gì xỉn thì sao? Không sao đâu, chút cứ uống đi. Xỉn dụ dẫn chút về. Thôi, sợ lắm. Có gì đâu sợ. Chưa gì sợ rồi đúng không? Giỡn á, chứ Vũ biết mà. Uống nhiều quá xỉn rồi, sao mai đi học được. Đúng rồi, chưa kể là Trúc đứng ra bảo lãnh cho Vũ đi chơi nha. Lỡ Vũ xỉn hay có chuyện gì cái là hả? Ba Vũ hả? Giận Trúc là mất, không cho Trúc đi chơi với Vũ nữa. Làm gì có chuyện đó. Vũ có nguyên tắc mà. Vũ không bao giờ về nhà sau 10 giờ. Trời ơi, nghĩ sao gương mẫu anh đi nghiêm túc tự nhiên khoe mình rồi chứ 10 giờ thì còn gì nữa, con của thầy giáo dạy văn mà. Đi chơi mà đặt cược khoe con thầy dạy văn đồ hết mệt quá à, khoe hoài. Ăn nhậu đi. Ủa, có gì đâu vô. Ừ đúng rồi ha. Chị, cho em á. Chú lịch sự người ta nhìn kìa. Chị ơi, cho em đồ ăn nha chị. Hấp dẫn quá. Em cảm ơn chị. Biết lên đi chị nha. Rồi, ăn trước đi. Thôi, lên đi chị. Ăn trước đi. Ơi, này. À, thì thật ra con gái bình thường sẽ làm việc này. Còn Trúc là ngoại lệ. Ý nói tôi không giống con gái hả? Đâu có đâu, ý Vũ là Trúc là một dạng con gái đặc biệt. Vô. Vô. Đợi bia.
Gọi ba vô. 100% nha. 1, 2, 3 vô. Nè, đừng có nói với Vũ. Chú không biết uống bia nha, nãy giờ giả bộ vậy. Làm bộ làm tịch đúng không? À, thì lần nào uống. Vậy mà nãy giờ làm thấy ghê, làm sợ muốn chết à. Thì uống cho biết. Mình không muốn uống cho biết không? Dạ, coi như đây là lần đầu đi. Ừ, uống cho biết thì được. Mà Vũ nói nè, nếu mà không biết uống á thì sau này có đi đâu không có Vũ thì đừng có uống, biết chưa? Gì vậy ba? Ba xỉn hả? Tự nhiên ba xỉn ngang vậy? Thôi xỉn dẹp nghỉ về đi. Ê thôi về gì, chưa xỉn mà, mới uống con ngụm mà xỉn gì vậy? Uống tiếp luôn. Không có xỉn đâu. Không có điếp thiệt á. Rồi vô à. Vô. Rồi ăn đi. Ăn đi. Rồi tự mở luôn đi nha. Không làm gái thiệt hả? Thôi tự mở đi. Nè. Ăn vô. Vũ. Tôi thấy Linh hình như ghen với tôi, đúng không? Dạ, chào thầy. Ủa, Linh hả? Dạ, Vũ đâu rồi thầy? Em lên em mượn tập Vũ về chép. À, Vũ nó mới về đi ăn lại chút rồi. À, em ngồi đó đợi lát nữa Vũ về giờ. Dạ thầy. Ừ. Em ngồi nước đợi Vũ xíu nha. Dạ thầy. Ừ, thầy lên phòng nghỉ xíu. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Thì thấy bà Linh bà cũng khó chịu khi thấy tôi đi với Vũ á. Ừ. Thật ra Vũ với Linh không có gì với nhau hết á. Mà nếu có thì chỉ có Linh thích Vũ, thì đó cũng là chuyện của Linh. Còn Vũ, Vũ đã có lựa chọn của riêng mình rồi. Còn Vũ Duyên này, hỏi ra ai dám trả lời? Thôi nói đi, tôi nghe đi, tôi nhiều chuyện đó. Ê, ai hả? Thôi, không trả lời đâu. Rồi, cái mặt của chúa vậy, quen mấy con bốn mắt đúng không? Vũ Duyên nha. Thôi uống đi nè, Vũ Duyên quá. Thôi, nói đi uống. Thôi, uống đi nói. Thôi, không đâu uống. Thì uống đi nói. Nói trước đi uống. Thì thôi vậy thôi, khỏi uống. Thôi, vậy uống đi nói. Vô. Nhớ lộng nói vậy. Thôi bỏ qua mấy cái chuyện của Vũ đi. Chuyện của Trúc nè. Trúc thì sao? Tôi sao? Thì Trúc có crush chưa? Trúc, lịch sự, ở đây là nơi công cộng mà. Chưa? Biết rồi cần hỏi xạo. Đừng có nói là Luân đúng không? Điên hả? Tự nhiên mà. Ủa cái thằng cục xúc đó, tự nhiên tôi thích thằng đó làm gì? Ủa lộn ông ơi. Thì ai biết đâu, thấy bình thường lâu lâu chút cũng cục xúc, tưởng chút thích cục xúc. Khủng, ai mà thích ông.
Vậy kia đó, ông biết rồi đó. Là ai? Ôi biết rồi mà. Thì nói lại một lần nữa đi. Anh chàng bịt mặt đen. Ông thấy bất ngờ hả? Bất ngờ thiệt. Anh chàng bịt mặt đen. Hành động của Vũ giả tạo một cách biến thái. Thôi kệ đi. Mà thích thiệt đúng không? Thích làm sao nè, kể đi. Kể đi. Mỗi lần anh ấy xuất hiện trong một tư thế rất là hãi hùng, ảnh là một siêu nhân, nói đúng hơn là một anh hùng, xuất hiện rất quyến rũ, rất ghê gớm, rất lồng lộn, rất lung linh. Tôi mà chọn bạn trai, tôi phải chọn một người như ảnh. Khi ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy rất an toàn. Anh ấy chắc chắn là một người mạnh mẽ và có sức chịu đựng siêu phàm. Bằng chứng là dù thời tiết có như thế nào đi chăng nữa thì ảnh cũng dùng kính mít. Người ga lăng và lãng mạn. Chút. Cái gì vậy? Xỉn rồi hả? Tôi xin lỗi. Tôi lớn quá. Mà Chút, Chút thích bịt mặt đen nhiều như vậy luôn hả? Riêng của ảnh mà. Thôi, ăn đi. Ảnh với Vũ là hai người ở hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Một người thì hay nói, học giỏi, thông minh nhưng là yếu đuối. Còn một người thì mạnh mẽ, quyến rũ. Tự nhiên cảm thấy mến cả hai. Thôi, mình tự là tham lam quá đi. Nhìn gì vậy? Bộ mặt nó dính vậy hả?
Ờ, đâu có nhìn gì đâu. Ờ, thôi vô. Ừ. Vô đây nè. Vô. Vô nè, đâu đi nhậu vô nè. Vô. Vô đi, chụp chơi chị ơi. Lịch sự đi vô. Này ngon quá ha. Ừ. Ừ. Vũ, bữa nào rủ thầy Phong đi ăn cho vui. Thôi đi. Mình đi á thì vui như vậy. Chứ có mặt ba Vũ không được vui đâu. Ừ, cũng đúng à. Tự nhiên chỗ ta đang vui cái tự nhiên xuất hiện ba Vũ vô là hết vui. Đúng rồi đúng không? Không đúng à. Không không, ý chút là tính ba Vũ nghiêm khắc quá đó, cái mặt lạnh lạnh vậy, chỗ người ta đang nói chuyện vui vẻ cái vô vậy cái người ta hết vui hết cười luôn. Ừ thì chút nói cũng đúng thiệt, ba Vũ hơi nghiêm khắc. Thì đó, vậy tính tình nghiêm khắc vậy ở nhà chơi mình đi chứ xuất hiện ngoài đường chi làm cho người ta mất vui đúng không? Chút rõ lời. Chút nè. Ừ? Mấy cái lời hôm nay á nói với Vũ thôi, đừng có ra đường mà nói với người khác biết chưa? Sao vậy? Thì mắc công ta khen chút có duyên á. Ừ, biết rồi. Bà Chút nè, hôm nay đi chơi vui không? Vui mấy cười chứ không vui hỏi chi dương thường. Thật ra không biết hỏi gì nên mới hỏi bừa vậy. Chừng hợp quá ta. Lại nữa, sao tao đi đâu tao cũng gặp mặt hai thằng bay hết vậy? Có duyên á. Duyên gì duyên? Giờ sao? Muốn gì? Còn không á thì biến ra chỗ khác. Không biến thì sao? Vũ, đứng sau lưng tôi, tất cả hãy để tôi lo. Ba cái thằng ganh con này hả? Tôi mà đá chỗ hiểm một cái là chết liền luôn á. Đâu? Chỗ hiểm đâu? Đừng nói bậy. Đếm 1, 2, 3 là nhắm mắt chạy sao nghe chưa? Tụi mày nói cái gì đó? Chút, chờ tôi. Ê, ê, đúng, đúng, đúng. Bây giờ tao cho hai đứa bay cơ hội biến mất khỏi chỗ này để tao có đường đi về. Cái gì vậy? Bị điên hả? Làm cái gì vậy? Vũ, Vũ có sao không vậy? Chút nè. Chút đừng nói với ai chuyện Chút sắp sửa nhìn thấy nha. Ha! Ha! Ha!
Thôi chú đừng bất ngờ, đừng khen Vũ, bình thường thôi mà. Vũ. Đừng nói nghe chưa? Đừng nói nghe biết chưa? Ê, đi, đi, đi. Để chút. Vũ. Sao? Cái gì vậy Trúc? Vũ chính là người bịt mặt đen. Trúc, đã nói là đừng có nhắc đi nhắc lại mà. Trúc. Trúc. Hả? Làm gì nhìn tôi hoài vậy? Tôi... Bộ tôi đẹp trai đó mà. Sao vậy? Trời, tôi xấu hổ quá. Trời, nãy tôi đi yêu quán ăn, tôi lỡ nói hết tất cả những suy nghĩ tình cảm của mình cho Vũ nghe. Về anh bịt mặt đen rồi. Có ai mượn chút nói đâu. Mặt tôi là người hay xuất hiện cứu sống tôi đây hả? Đúng rồi đó. Đúng cái gì mà đúng? Biết gì đâu mà đúng? Thì vậy đó. Vậy cái gì mà vậy? Có biết tôi nói gì không mà nói vậy? Thì bây giờ cũng lỡ biết rồi. Vũ biết là chuyện của Vũ, tôi có biết cái gì đâu. Chú, khoan đợi tôi. Thôi, đừng có hỏi nữa mà tôi đang quê lắm đó. Chú, nói cho Vũ nghe coi đang nghĩ cái gì. Hai người về rồi hả? Linh. Lên đến đây hồi nào vậy? Thôi, Trúc về nha. Mai gặp. À Trúc, Trúc đợi xíu đi, Vũ vô lấy ba lô cho Trúc. Lâu chút nè. Cảm ơn. Mai gặp nha. Chạy cẩn thận nha. Linh. Sao Linh tới đây vậy? Linh. Linh có chuyện gì muốn nói hả? Linh có chuyện muốn nói với Vũ. Linh nói đi. Không biết Vũ có cảm nhận được hay không, nhưng mà Linh đã cố gắng tìm mọi cách để gây sự chú ý đến Vũ. Vũ không hiểu, hay là cố tình không hiểu,
trong khi tình cảm của Linh dành cho Vũ trên mức bạn bè. Vũ có biết là vì Vũ mà Linh đã hy sinh rất nhiều hay không? Đáng lẽ ra Linh không còn cơ hội để gặp Vũ mỗi ngày như vậy đâu. Làm gì đó? Dạ, con đang học bài. Ba có tin vui muốn nói chuyện với con nè. Tin gì vậy ba? Thì cái chuyện đi du học đó con. Lại là chuyện đó hả? Sao vậy? Con nói với ba con không muốn đi rồi mà. Với lại hả, con chưa có học xong rồi ba. Không sao đâu con, đi qua đó thì con học lợi thôi, tương lai con còn dài mà. Nhưng mà con không muốn đi. Con cứ an tâm, qua đó có chú ba của con á, làm giám đốc một công ty lớn mà. Con qua đó cố gắng mà học rồi ở lại định cư làm việc bên đó luôn. Mà con nói với ba là con không muốn đi rồi mà. Ba đã nói rồi, đây là cơ hội tốt cho con. Con biết bao nhiêu người mơ ước cũng không được không? Với lại ba đã lo tất cả rồi, chỉ còn tới giờ bay thôi. Con biết không? Đừng có cãi nữa. Nhưng mà con không có muốn giành lấy cơ hội đó. Con không có đi, ba đừng có ép con nữa mà. Mở cửa đi con, tới giờ bay rồi. Linh ơi, con sao vậy? Mở cửa cho ba mẹ đi con. Nhanh đi con, mở cửa, tới giờ đi rồi con. Nhanh lên. Linh ơi, mở cửa đi con. Nhanh lên con, mở cửa cho ba mẹ nè. Con sao vậy? Tới giờ rồi con ơi, nhanh lên đi. Nhanh lên con ơi, tới giờ bay rồi con ơi, mở cửa đi. Con sao vậy? Mở cửa cho ba mẹ đi. Chú có biết tại sao không? Là tại vì Vũ. Vũ nói thật đi, mối quan hệ của Vũ và Trúc là gì? Vũ nên nhớ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Trúc đã hại Vũ một lần và còn làm nhục Vũ nữa. Bây giờ Trúc rất tốt với Vũ, nhưng biết đâu được một ngày nào đó Trúc sẽ hại Vũ lần nữa hay sao? Linh à, Thật ra mọi chuyện thì Vũ... Linh thích Vũ.
Vũ là bịt mặt đen. Bịt mặt đen chính là Vũ. Vậy mình thích Vũ hay là thích tên bịt mặt đen? Sao tự nhiên tim đập thình thịch quá vậy? Vậy là bấy lâu nay người thường xuyên xuất hiện cứu mình cũng chính là người hay quan tâm và chỉ dạy cho mình trong suốt thời gian qua. Mà nghĩ lại sao thấy mình không xứng với Vũ tí nào trời. Hồi xưa giàu có tiền còn bù lại, còn bây giờ vừa nghèo vừa khùng mà còn học ngu nữa, ai mà thèm. Làm sao dạo này học cũng đỡ ngu rồi, ổn mà. Nhưng mà nếu Vũ không thích mình thì không thể nào hết lần này đến lần khác cứu mình được. Và chứng tỏ Vũ thích mình, nhưng mà cũng không biết nữa Vũ thích mình hay không. Mình có thích Vũ hay thích tin bịt mặt đen? Vậy là sao? Hả? Giờ hỏi ai đây? Làm sao bây giờ? Chỉ giờ học rồi, đi học. Mà đường này đường về mà. Vậy đường đi học đường nào? Đường đi học đường này, đường nhà này. Vậy giờ mình đi học. Vũ, Đại Linh Vy ơi, Linh có làm đường sáng cho Vũ nè. Vũ thấy có một phần à, hay là Linh để Linh ăn đi. Linh làm phần hai người ăn mà. Mình vô lớp ăn chung đi. Ê, đi. Trời ơi, hèn chi. Trời ơi, tình tứ quá trời luôn nè. Thiệt là ghê. Tình tứ dữ vậy ta. Công nhận mau quá ha. Ê Vũ, tình tứ lắm rồi đó nha. Có người yêu mà không công khai gì hết nha ông kia. Gì vậy? Mọi người nói gì vậy? Giấu cái gì mà giấu, cả trường ai cũng biết hết rồi, giấu chi nữa. Đây nè, mình bị chụp với lại con Trúc nè, ai mà không thấy trong quán ăn đó chứ đâu. Đúng rồi. Ghê không nói luôn nha. Ủa dữ nha. Ê tụi bay, nhân vật chính vô rồi kìa. Con người ta dạo này điểm số có tăng cao vụt vụt. Thì ra là đang cặp kè quen với thầy chủ nhiệm. Con trai thầy chủ nhiệm. Alo. Con trai thầy chủ nhiệm. Mà nói chứ, học á mà cứ bị điểm số như vậy thì học làm gì? Dẹp mẹ đi. Sau này quen đại gia kiếm tiền không phải sướng hơn hả? Nói gì à? Thôi đi, mấy người không được nói chút như vậy. Trời ơi, bên nhau kìa, yêu thương nhau quá kìa. Linh, anh mà Vũ nè. Trúc quá, chỉ lợi dụng Vũ để được điểm cao thôi, đừng có để bản thân của mình bị dụ vậy nha.
Trúc. Hai người nghe cho rõ nè, Trúc có được thành quả ngày hôm nay là nhờ sự cố gắng của Trúc, chứ không vì bất kỳ cái gì hết. Nên hai người đừng tiếp tục ngồi đó mà đặt điều nói bậy. Ồ, vậy là không có phủ nhận chuyện hai đứa bay quen nhau rồi ha. Tao chỉ nói những gì mà tao thấy thôi, còn lại thì mọi người có thể tự nhìn nhận. Linh! 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 Linh sao vậy? Không phải chuyện của Luân. Linh vô lớp đi. Sắp tới giờ vô học rồi đó. Không vô trốn giờ truy bài là bị ghi tên vô sổ đầu bài á. Lớp phó học tập mà ghi vô sổ đầu bài là kỳ lắm. Đừng có quan tâm Linh nữa được không? Thôi vô lớp đi. Linh không vô lớp đâu. Tôi biết Linh còn nhiều việc phải làm lắm nè. Linh phải kiểm tra bài mấy bạn nè, Linh phải truy bài chéo nè, rồi còn ghi tên mấy bạn không làm bài vô trong sổ nữa. Luôn im đi. Linh không có vô lớp. Linh không vô lớp đúng không? Không. Thôi. Đừng nói vậy sao? Đừng có tốt với tôi nữa. Làm ơn đi. Tôi biết Linh thích ai, nhưng chuyện tôi muốn theo đuổi Linh là chuyện của tôi. Linh không có quyền cấm cản. Tối qua hai đứa bay đánh lộn với thằng Vũ hả? Trời ơi, nó quýnh ghê lắm đó. Cái đòn nó quýnh y như cái thằng bịt mặt đen luôn. Tụi mày nói sao chứ? Bộ không biết thằng Vũ lớp tao là thằng mọc sách hả? Yếu đuối, sao biết nhau được? Thật sự thì nó đánh rất là ghê. Tôi cũng đang nghi ngờ nó là thằng bịt mặt đen đó. Nhìn ánh mắt nó quen lắm. Chắc không đó cha nội. Chắc. Sao bất ngờ quá vậy? Nói thiệt hả ta? Ê, tao cách này để biết được thằng Vũ phải là bịt mặt đen hay không. Sao? Trai mà khóc hả? Khùng quá à. Cái này người ta không phải gọi là khóc, mà là người ta gọi là bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. Tôi nghe người ta nói là nước mắt đâu không rơi từng giọt. Nước mắt đâu không rơi ào ào mà. Vậy hả? Ờ. Ồ. Không rơi từng giọt, không rơi ào ào. Ê, đại ca cười đây nè. Mày bớt xàm giùm tao cái đi. Khóc đâu mà khóc.
Sáng nay mà đại ca không đi trực á là em biết đại ca có chuyện buồn rồi. Chứ bình thường đại ca sốt sắng lắm. Đã nói là bình thường, không có buồn gì hết trơn á. Bình thường. Chứ còn gì nữa. Bình thường hả? Đại ca vui, đại ca chửi tụi em xối xả, đúng không? Còn tự nhiên bữa nay ra đây ngồi trầm ngâm lãng tử, vậy em không buồn, mà em tin. Ê, hai ăn cơm chưa? Chưa. Đói bụng lắm phải không? Dạ. Ăn đấm không? Thôi. Tao nói tao không có gì hết, bình thường. Có buồn gì không? Không có buồn. Phải rồi, cái mặt này là không phải mặt buồn. Mà cái mặt này là cái mặt mới hửi quần xì xong á. Nè, đói bụng nè, hửi quần xì nè, cho ăn đấm nè. Đại ca đừng buồn nữa nha. Giỡn mặt. Hên còn hai này đỡ buồn. Ê gì đây? Xin chào đội trưởng đội sao đỏ. Có gì không? Nghe nói ông đang bế tắc trong việc tìm kiếm tên bịt mặt đen đúng không? Mọi thông tin bây giờ đều là bảo mật, đừng có mong mà tôi hở ra nửa lời nha. Bảo mật cái gì? Tôi còn biết người đó là ai nữa. Tôi nghi ngờ bịt mặt đen chính là bạn Vũ trong lớp của mình. Vũ à? Ừ. Nghĩ sao Vũ? Nè, mấy người có ghét người ta muốn nói xấu thì kiếm cái gì logic một chút nghe. Đừng có đơm đặt nó bậy nó bạ. Đây không thích đâu à. Ai thèm đơm đặt. Nếu mà không tin á thì tụi tôi có thể chứng minh. Đúng rồi. Chỉ còn ông đưa tụi tôi tờ giấy mà bảo để đưa cho ông thì tụi tôi sẽ có cách chứng minh Vũ chính là tên bịt mặt đen đó. Hai người định so nét chữ hả? Mày cho là thằng Vũ là bịt mặt đen thiệt đi, nó dễ đưa tập cho mấy người so à. Thì tụi tôi có cách của tụi tôi. Ừ. Sao? Rồi, lên lớp đi đưa cho. Okay. Giấy để trên lớp. Ok. Ok người anh em. Thưa cô, tụi em đã có bằng chứng để buộc bịt mặt đen phải nhận tội. Cái gì vậy? Đây là chuyện của đội chống bịt mặt đen chứ đâu phải chuyện của tụi em. Thưa cô, tụi em có nét chữ bịt mặt đen và tụi em đang nghi ngờ có một đối tượng có khả năng rất cao là bịt mặt đen. Ai? Đó là Thành Vũ, con trai của thầy Phong. Xin lỗi nhưng không nói là con mắc cười quá. Nên em giỡn á, nghĩ làm sao vậy? Vũ á, nó gương mẫu, nó hiền lành, không có giống như tụi em nghĩ đâu. Cô ơi. Cô thôi à, mấy em về lớp đi. À, chuyện này đã có đội chống bịt mặt đen lo rồi ha. Cô ơi, nghĩ là nên cho thử đi cô. Ví dụ mà không được á thì mình nghĩ cách khác. Dù sao đây cũng là manh mối duy nhất mà. Đúng rồi cô. Được rồi. Vậy bây giờ hai em cần gì? Đây là mảnh giấy mà bịt mặt đen để lại sau khi hành động. Hôm trước, lớp em mới vừa có bài kiểm tra 15 phút môn địa lý. Cô chỉ cần cho tụi em mượn bài kiểm tra của Vũ để so nét chữ thì sẽ rõ ràng chân tướng thôi. Các em đợi cô một chút. Đây là bài kiểm tra 15 phút của Vũ. Hai em coi thử coi.
sao không giống? Sao kỳ vậy ta? Không giống gì hết trơn luôn á. Hai nét chữ khác nhau hoàn toàn luôn. Không giống phải không? Anh Hai đã nói rồi mà không phải mà sao giống được. Giống giống rồi sao? Dạ xin lỗi vì đã làm phiền cô. Dạ thôi chào cô, tụi em về lớp. Cô tụi em đi. Em đi luôn cô ơi. Trời đất ơi, đó nói là không phải rồi mà còn đòi đối chiếu này nọ kia, mất thời gian ghê luôn. Mắc cười quá. Bài kiểm tra của Vũ đâu vậy? Đâu phải đâu? Thì ra là không phải. Vậy sao? Thằng Bảo có khẳng định là như vậy ta? Ừ. Thì chắc là thằng Vũ cũng biết đánh lộn. Nhưng mà cái thằng bịt mặt đen á là đứa khác. Cái nào vậy trời? Khó hiểu thiệt. Bớt bánh bèo lại đi nha mày. Làm tóc mới rồi. Chứ sao? Không lẽ tao để tóc ngắn hả? Để tóc dài của trai hả? Chứ sao? Trường này làm gì có trai mày ơi. Bị đeo mày. Bị đeo mày. Thế còn bị đeo không? Sao mày rờ tóc tao hoài nha mày? Trời ơi. Nó thích tóc của mày đó. Hứ trời ơi. Hứ cái gì dưỡng lại mấy hồi. Ê tụi bay. Con nhỏ đó hồi đó nghe đồn á, nó học ngu lắm. Mà bây giờ nó quen con của thầy chủ nhiệm á. Cho nên nó điểm ngon lắm mày. Chị dơ vậy hả? Tụi mày nói nhỏ thôi, chị Đại đó con. Ui tụi mày ơi, chị Đại gì? Nó rớt Đại rồi. Nó liếc kêu mày. Liếc cái gì? Mày. Ngon chơi không? Chơi không? Mấy người làm gì vậy? Tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả những gì Trúc có được ngày hôm nay là do sự cố gắng của Trúc, không vì một lý do nào cả. Còn nữa, từ hôm nay Trúc là bạn gái của tôi. Ai đụng đến Trúc thì coi như đụng đến tôi. Giải tán. Vũ. Trúc. Trúc đừng có sợ. Sao phải khóc? Có tôi ở đây rồi. Thank you.
ra về. Tao có chuyện muốn nói với mày. Tớ mày được rồi thằng chó. Luân, mày làm cái gì vậy? Mày là bịch mặt đen, mày còn chó nữa hả? Mày chó đâu? Nè, mày coi đây. Mày coi đây. Tao là bịch mặt đen thì sao? Sao mày đánh tao? Tao là đội trưởng đội chống bịch mặt đen. Tao thích tao đánh, được không? Mày đừng ở đó mà lạm quyền. Mày có tin tao đánh luôn mày không? Mày thách tao hả? Mày hù tao hả? Vô. Vô đây. Vô đây. Mày đi đâu vậy? Hả? Đang nói chuyện mày đi đâu vậy? Mày vừa láo vừa đẻo nữa. Mày đi hả? Đẻo, đẻo ra cái gì? Mày thừa biết Linh thích mày. Mà mày đi thích người khác. Mày làm Linh bồ. Mày đâu vậy? Mày đứng lại cơ. Ây à. Mày đừng có điên. Tao thừa biết là mày thích Linh. Đừng ở đó mà giả bộ cao thượng. Tao thương Linh. Tao muốn Linh được hạnh phúc. Mày im đi. Cái gì cũng có lý do của nó. Bây giờ tao hỏi mày. Mày đang thích một người. Tao bắt mày đi thích người khác. Mày có đồng ý không? Mày suy nghĩ đi. Đó, làm sao mà mày đồng ý được? Tao đồng ý. Luân, sao mày không có lý lẽ gì hết vậy Luân? Bây giờ tao ví dụ cho mày nha. Mày đang thích Linh. Tao kêu mày đi thích, thích Trân, thích My. Mày có thích được không? Làm sao tao thích hai của nó được? Vậy bây giờ tao đưa mày một cái ví dụ khác nha. Mày thích Trúc đi. Trúc tươi hơn đó. Trúc thì ok. Là sao? Là gì Linh, tao có thể làm tất cả nếu Linh vui. Vậy tại sao mày không thích Trân hoặc thích My? Tao không thể thích hai con đó được. Vậy sao mày thích Trúc? Trúc tươi. Không phải. Vì Linh, tao có thể làm tất cả cho Linh vui. Tôi mệt quá, tao không nói chuyện với mày nữa đâu. Tao không nói chuyện với mày nữa đâu. Vậy giờ sao? Giờ sao ai biết sao? Đi nhậu không? Nhậu đi. Đi đi. Đi trước đi. Mày rủ mày đi trước đi. Mày mới rủ tao trước mà. Ủa tao rủ hả? Ừ. Đi. Đi. Đại coi. Vậy sao kêu đi trước? Tao thích. Vô. Anh nói cho chú em nghe. Chú luôn rồi hả? Chứ sao? Ừ, chơi mày luôn. Chú đây. Đó, anh nói cho chú em nghe. Trong tình yêu rất là khó đã. Giống như bây giờ mày thích một người, mà người đó không thích mày. Người đó thích người khác. Ở sau này mày quay lại mày thích người đó. À không, sau này quay lại người đó thích mày. Nhưng mà mày không thích người đó nữa. Rồi mày đi thích người khác. Đó, rồi xong đó người khác lại không thích mày. Rồi mày vẫn thích người đó. Nhưng mà người đó vẫn... Ê, mày nói cái gì lòng vòng nha mày. Giờ tao ví dụ ra cho dễ hiểu nha. Trời ơi, mày ngu quá. Mày nói gì mày? Nói ví dụ đi. Ví dụ cái chai này là Linh nè. Ờ. Còn cái ly này là mày nè. Cái ly. Tao cao hơn Linh mà. Vậy tao cho mày cái chai nha, cái chai là mày nè. Ừ, đây. Cái ly là Linh nè. À. Cái chai thích cái ly. À. Mà cái ly không thích cái chai. Sau một thời gian thì cái ly nó thích cái chai. À. Nhưng mà cái chai này nó bị trứng lên, nó bị xí mứng lên. Nó không thích cái ly nữa, nó thích cái chén. Đúng không? Ê, không phải mày. Sai. Sai hoàn toàn. Chứ sao? Tao nói mày nghe, bây giờ ví dụ
sau này mà Linh quay lại thích tao thì tao vẫn sẽ thích Linh. Ok. Mày nói cái gì đâu mà khó đoán như vậy? Bởi vậy tao mới nói với mày từ đầu đúng không? Tình yêu rất là khó đoán. Ừ, được. Vô. À, thật ra thì tao biết là mày thích Linh. Tao cũng ngại lắm khi mà Linh cứ đối xử tốt với tao hoài à. Ê, mày đừng nói tao là mày thấy tao thích Linh. Ê, không phải. Mày đừng nói với tao là đúng rồi, mày thấy tao thích Linh. Còn mày không thích Linh. Ê, không phải. Mày làm Linh buồn. Không phải. Là tao chưa bao giờ thích Linh. Tại vì giữa tao và Linh nó có một cái khoảng cách gì đó mà nó xa lắm. Mà chính tao cũng không biết cái đó là cái gì. Nói tóm lại là tao không có thích Linh. Hiểu không? Chú Hèo nó đúng á. Khi mày đã thích một người rồi, không thể nào bắt mày đi thích một người khác được. Tao nói đúng không? Thông minh mày. Được. Tao thấy mày càng uống càng thông minh á. Uống tiếp nè. Đúng rồi. Vô à. Vô. Cuối cùng mày cũng hiểu vấn đề. Không. Tao chỉ nói cái ý của mày là đúng, chứ tao không có xui theo mày. Bây giờ Linh thích tao làm gì, tao sẽ làm bất cứ điều gì mà làm cho Linh vui. Vì Linh, tao có thể làm tất cả. Em thua bác tập 2. Thôi chưa? Thôi rồi đúng không? Thưởng. Vô. Đợi chút. Hai quỷ này giờ gọi làm gì trời? Hello. Ủa đại ca, cuốn sổ vi phạm đâu sao chịu không nộp với cô Kim? Sổ phạm gì mày? Ai? Ê, chết rồi, quên. Vậy giờ sao? Đường còn mở cửa, anh qua anh nộp với cô Kim đi. Không là nguyên đám tụi mình á, ngày mai mệt đỡ luôn á. Thôi, không được. Thôi, giờ đang kẹt rồi, đang kẹt nói chuyện với hiệp sĩ bình mặt đen rồi. Cái gì vậy anh? Gì cái gì? Để cho nói cho thằng hai thằng đệ nó biết. Tao đang ngồi uống với hiệp sĩ Bịch Mặt Đen. Ok. Tao không đi được. À, bây giờ có thằng Bịch Mặt Đen hay Bịch Mặt gì đó cũng phải nộp sổ vi phạm nha. Anh ở đâu thì em qua lấy. À, tao đang ở số 42 Hoàng Diệu. Ê, dảnh vô ngồi làm bài ve. Rồi, ở đó nha. Ok. Qua lẹ đi. Mấy thằng đệ. Sao tự nhiên mày nói với tụi nó mày đang ngồi tao làm gì? Mày sợ gì? Mày không khai mẹ đi. Thằng nào bắt mày? Mày nói tao, tao đập chết mẹ đó. Ê, đứng. Mày làm gì thằng chó? Ê, nó nói mày thằng chó kìa. Tao nói mày thằng chó á. Quá, muốn chơi không? Ê, đứng. Lưng. Mày muốn chơi không? Chơi không? Thôi. Sao á, lại đây mày, con chó không chơi không? Mày ơi. Ai cũng chết rồi. Chó nhát. Bây giờ có nhậu được không? Đâu. Nhậu nữa. Rồi được. Cảm ơn. Rồi xuống. Ủa đây. Dạ. Ê, tự nhiên giờ muốn đi thi đời voi á mày. Cái mặt mà thi đời chó chứ thi đời voi gì. Ê, cho tự nhiên chữ tao chó. Thì mày giỏi voi thì chó. Ê, the voice. Mày biết hát không? Tao hát hay mà đừng giỡn à. Thôi vậy bây giờ đi về để tao mày đi tập hát. Ok. À, tiểu nhị tính tiền. Đêm qua tôi nằm mơ thấy Linh. Trong giấc mơ Linh là của ai?
Linh là của tao hay của ai? Mới nói gì vậy? Tao sai. Đêm qua Linh nằm mơ thấy tôi trong giấc mơ không phải của tôi. Thấy tao hát đời thi đầu voi được chưa? Cái giọng mày thi đời chó thì được. Mày chắc tao đấm một cái quá. Ê, người quen, ê, hello. Quen không? Ê, chết mẹ mày ơi, đi đường này đi. Tao mày thích đi không? Đường này. Anh ơi, anh tha cho bạn em ơi, bạn em nó xỉn á, anh ơi, anh đừng có trách nó lỡ tay thôi anh. Mày kêu nó xin lỗi tao đi. Mày kêu nó kêu má nó tới đây tao xin lỗi. Nó kêu má anh tới đây nó xin lỗi. Lộn. Thôi giờ em thay mặt nó xin lỗi anh được không? Tao không xin lỗi vậy á. Anh ơi. Được rồi, anh đánh với bạn em vậy được rồi. Thôi. Mày đi ra. Thôi được rồi mà. Mày đi ra. Thôi. Lộn. Thôi anh ơi, được rồi. Đưa tao! Tao nói mày đi ra! Mày! Đánh tao hả? Ma mày! Chơi nó! Mày đánh bạn tao hả? Chưa đủ á? Không, anh không sao hết. Anh có thằng bạn quýnh phụ anh. Thằng bạn anh quýnh đúng giỏi luôn. Xin giới thiệu với mày. Đây, thằng bạn. Đâu? Ở đâu rồi? Tới trời. Đó kìa. Đi ơi. Đỡ nó vậy? Thề rồi, để xỉ nó đỡ. Ê, tao đang ngủ. Trời có sao. Ba vậy. Đâu? Thôi đi đứng im. Thằng máu quá. Trời ơi, cha này cũng đặc. Trời sáng rồi hả? Sáng cái gì? Đi dậy nè, về. Chưa sáng mà kêu tao xài chi vậy? Xin giới thiệu với tụi bay. Đây là thằng bạn thân của tao. Cũng là thằng bịt mặt đen trong truyền thuyết. Được chưa? Cái gì vậy? Mặt đen đó hả? Ê, đó là vậy mày. Sao là bịt mặt đen nè? Bắt nó. Bắt nó nha! Bắt nó! Bắt cái đầu mày chứ bắt! Nó là bạn thân của tao! Thằng nào đụng tới nó, tao đập y như cái thằng hồi nãy luôn á, tin không? Ê đại ca! Nhưng mà phải giao bịt mặt đen cho cô Kim! Không có giao gì hết á! Nó là bạn thân của tao! Thôi! Tụi bay đừng có nói nhiều nữa! Tao đi về đây! Ê bạn thân! Có sao không? Không sao! Tao đi về đây! Ok bye! Cái ba lô tao đâu? Cái ba lô mày giữ mà! Tao đâu biết gì đâu. À chết. Tao để quên bên quán nhậu rồi. Để tao quay về đó tao lấy. Ê bạn thân.
Bây giờ bạn đi qua bả là thằng hồi nãy nó đập bạn chết. Bạn không có đi một mình, thấy không? Vậy hả? Ừ. Vậy giờ sao? Để tôi đi với bạn thân. Ê, đâu có được để hay lắm bạn thân. Ok. Đại ca, còn cái việc chính nữa. Ừ, cái việc chính đi. Việc chính là việc gì? Trời ơi, đại ca đưa cái cuốn sổ vi phạm cho em. Tôi cô kia bắt kiểm tra là chết. Sổ vi phạm? Mà tụi mày quá. Lại chưa? À, cuốn này phải không? Xong chưa? Có đi không? Đây. Hai mày về đi. Mày nhiều chuyện quá, đi lẹ đi. Đây à. Đây. Anh... kệ ông đi. Sáng giờ lo chuyện cuốn sổ này nè, đói gần chết luôn. Ừ. Con đi đâu mới về? Ba. Ba chưa ngủ hả? Ba đang hỏi con là sao giờ nay con mới về? Còn đánh nhau có phải không? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi mau. Người thì nồng nặc bia rượu, là về đặt đánh nhau. Con không bao giờ nghe lời của ba nói gì hết hả? Hả? Sao vậy Vũ? Tại sao con không bao giờ nghe lời của ba là sao? Hả? Ba... Ba... Ba nghe con nói trước đi. Nói cái gì? Còn đánh nhau với người ta? Người ta đau, bộ con không biết đau hả? Hả? Chưa bao giờ biết nghe lời ba dặn dò hết. Tại sao vậy? Có chuyện xích mích gì sao không bỏ qua được? Hả? Nếu tụi nó cứ muốn lấn tới thì sao hả ba? Ba muốn bỏ qua, nhưng mà tụi nó đâu có muốn. Tụi nó cứ lấn tới, ba phải làm sao? Tại sao không bao giờ cũng biết nghe lời ba hết vậy? Là tại vì ba không hiểu con. À. Có những lần con chỉ muốn giúp bạn bè của con thôi. Nhìn họ gặp nạn, con không thể đứng yên được ba. Con đánh nhau với người ta, lỡ như con bị thương hoặc là con mất mạng, khi mà giải cứu bạn của mình thì lúc đó con sao? Con là hiệp sĩ vô rô hả? Hay con là hiệp sĩ đó bị đuổi? Mẹ của con cũng chính là nạn nhân khi mà ba đánh nhau với người ta để giải cứu bạn của mình. Ủa Tùng, anh Phong, anh đừng có đánh nhau mà. Em nói cái gì vậy? Bạn anh đang gặp nạn, anh phải giúp bạn anh chứ. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Buông tay anh ra đi, đứng đây đợi anh. Anh Phong. Anh ơi. Ừ. Có gì từ từ nói. Dạ. Dạ bữa nay em có tiền em trả cho. Dạ. Mấy hôm nay thúi quá anh ơi. Nửa năm trời rồi. Bây giờ mày hẹn vài bữa thôi. Dạ. Vài bữa. Chừng nào trả? Dạ. Nhanh lên. Đi nào. Mấy người chạy ra thôi. Có gì từ từ nói. Mấy người làm gì vậy? Lại là cái bản mặt của mày.
Tao đi đâu cũng gặp mày chứ gì hả? Anh ơi, bỏ qua cho em lần này đi anh ơi. Tôi nói nè, người ta thiếu tiền á thì từ từ người ta trả. Dạ. Mấy anh làm gì vậy? Muốn lấy mạng người khác hả? Ừ, tao muốn lấy mạng nó đó. Mày là ai hả? Bộ mày muốn chết chung với nó hả? Thôi anh ơi, anh ơi, có gì từ từ nói. Bỏ đi Phong ơi, bỏ đi, bỏ đi Phong ơi. Sao ghen lắm, ghen cái việc Phong ơi, có sao không? Có sao không? Em ơi, Phong, Phong, Phong. Nhiều sai lầm. Chính vì vậy ba không hề muốn con đi theo vết xe đổ của ba. Con nên nhớ, bạo lực không phải là thứ để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Con hiểu chưa? Con tự suy nghĩ đi. Tới rồi hả? Ở xong hết hồn vậy chơi vậy? Gì vậy? Theo lại đi. Hồn. Hết hồn à? Lớn quá. Ủa, mọi người đây làm cái gì vậy? À, hôm nay tôi tới đây để đón chút đi học. Ai muốn? Thì tôi thích, để tôi đi. Tay Vũ bị sao vậy? À, có gì đâu, Vũ bị té. Bị té? Ừ. Phải bị té không? Hay là ở nhà hai cha con xung quá đánh lộn với nhau? Chú, chú nói gì vậy? Ai mà mất dạy vậy chú? Ờ, cũng đúng. Chút nè. Hả? Hay là cũng còn sớm, chưa tới giờ đi học. Dù dẫn chút đi chỗ này vui lắm. Làm gì mặt gian quá vậy? Trời, gian đâu gian không, nói thiệt. Chỗ này vừa vui nè, vừa thư giãn nữa. Vừa vui, ừ, vừa thư giãn. Đúng rồi. Thôi đi, nhanh. Đừng có dụ tôi nha. Không sao đâu, đi. Tôi gái mới lớn á. Chú. Chú. Chú nói trước đi. Vũ nói trước đi. Thôi, chú nói trước đi. Thôi nói đi. Đã nói là Trúc nói trước đi mà. Vậy có nói không? Vũ là con trai, Trúc là con gái. Vũ nhường Trúc là đúng rồi. Trúc nói trước đi. Ờ ha, xem xúc nữa. Mình quên mình là con gái. Nó nghe nè, Vũ đi với Trúc như vậy không sợ mọi người nhìn thấy hả? Sao phải sợ? Thì đó,
mọi người cứ nghĩ Trúc đến với Vũ là vì Vũ là con của thầy chủ nhiệm, lợi dụng Vũ để được điểm cao. Kỳ cục. Vậy thì cũng tốt mà, chứng tỏ mọi người quan tâm mình. Chứ Trúc thấy trong trường này có ai quen nhau mà được để ý như tụi mình không? Ờ ha, vậy tính ra tụi mình là người nổi tiếng. Ờ quên nữa, nhưng mà lỡ nếu như là ba của Vũ biết được thì chắc không cho Trúc qua nhà Vũ học thêm nữa quá. Ngốc quá à, làm gì có chuyện đó. Ủa mà hồi nãy Vũ định nói gì với tôi vậy? Vũ định nói dạo này da Vũ đen quá. Đâu thấy đen đâu. Đen mà. Sao vậy? Tại Trúc hết á. Sao tại tôi? Thì ai biểu, nụ cười của Trúc tỏa nắng quá làm gì. Mày đặt hôm nay thả thính Trúc, đồ. Đừng có cười chó quá nè. Xạo quá, chó tại vì mặt trời mà. Không có, mặt trời bên đây, còn chó hướng bên đây rõ ràng mà. Không phải vậy mới được nè. Cái đồ copy trên mạng này. Chúc nè. Câu từ thì có thể copy được, nhưng tình cảm là thật lòng. Nói câu nào dính câu đó. Thì tôi nói thiệt mà, chứ có văn chương hoa hoè gì đâu. Đồ xấu ke. Chút, đợi tôi. Không đợi. Chút, đợi Vũ. Dạ. Không vậy chút nè. Chút. Chút nè. Trúc từng nghĩ bịt mặt đen sẽ chở Trúc trên một chiếc xe vậy đúng không? Chuyện nhỏ mà, bây giờ luôn không? Được hả? Tất nhiên là được. Cảm ơn chú, tiền của chú nè. Đi thôi chú. Ê! Thôi được rồi, khỏi thôi, bò. Bò cái đầu mày, còn thiếu 2.000 nha. 2.000 hả? Ừ. Chú, cho Vũ mỗi 2.000 nữa. Trời ơi, vậy cũng làm màu. Trời ơi gì, thật ra 2.000 là tiền lẻ, Vũ nhiều tiền chẳng lắm bên đây nè. Rồi cái này bo thiệt nè, đi thôi chú. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, con cảm ơn chú. Sao, ghê không, ghê không? Ghê. Tôi không ngờ Hà Vũ có thể làm được điều đó luôn á. Bình thường mà, mấy cái đó bình thường. Nè, mà đừng có nói cho ai nghe nha. Mấy công nguyên cái trường này nói tôi giỏi quá, khó chịu lắm. Ok, hứa. Vui lắm. Đi. Có vẻ như kế hoạch của tụi mình bị thất bại rồi đó. Tụi nó còn thân nhau hơn trước nữa kìa. Vậy thì phải dùng đến vũ lực thôi.
trả thù con Trúc thì đi theo tao. Đi. Làm gì á? Trời nóng quá. Ôi. Vũ. Ừ? Vũ lên lớp học trước đi. Chút đi toilet một cái. Vậy nhanh nha, rồi lên còn một bài nữa. Vũ lên trước đây. Toilet nữa có quýnh lộn kìa, đi coi nè, nhanh lên quýnh lộn nè. Đi đánh lộn kìa, đi coi đi coi đi coi. Biết
thôi. Em cũng ghê gớm quá ha. Nhốt bạn trong toilet rồi đánh bạn như vậy. Em tưởng em làm vậy là không ai biết hết hả? Cô, Trúc cố tình nhốt Trân rồi đánh Trân đó cô. Im. Tất cả những bạn ở đó đều chứng kiến là Trân đã cầm cây lau nhà đánh Trúc. Em còn bao che cái gì nữa hả? Còn em nữa, em đừng tưởng em vô tội. Em cũng là đồng phạm đó. Trân, em về với bản kiểm điểm và đưa phụ huynh ký. Ngày mai mời phụ huynh của em lên đây gặp tôi. Nhà trường sẽ kỷ luật em bằng cách đình chỉ học tập một tuần. Nghe rõ chưa? Trúc đâu? Vũ đang chăm sóc Trúc với phòng y tế. Hồi nãy nghe nói Trúc bị đá chân đánh bể đầu đúng không? Cũng nặng lắm. Trời ơi, nãy đi trực không coi được, tiếc ghê. Mà tụi chân làm gì ra tay nặng dữ vậy? Gái ngứa đâu ác ôn dễ sợ. Trước giờ mình đã quá ích kỷ khi nghĩ dù bắt buộc phải thuộc về mình. Nhưng mình nghĩ rằng trong tình yêu bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế giới này có lẽ đã không thuộc về mình nữa rồi. Vũ và Trúc mới là một đôi. Dù mình có làm thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được. Mang tính chất hợp tác, không phải ai ra lệnh của ai đâu mà lớn tiếng ở đây ha. Tụi bay tao cái gì hả? Rồi được rồi, đừng có dùng cái thái độ đó mà nói chuyện với tụi này. Tụi này thích cái gì thì tụi này làm. Thôi mày cũng bớt nóng đi. Tụi nó cũng đúng mà, tụi là con trai sao đánh con gái như vậy được. Bắt tụi nó làm như vậy cũng khó tụi nó nữa. Từ từ mình kiếm cách khác trả thù sao. Anh Cường. Gì vậy cậu Cưng? Nhớ anh hả? Anh nhất định phải xử chuyện này cho em. Anh nghe nè, nếu anh có yêu em thì anh phải qua trường Tây Du xử thằng này cho em. Còn nếu không thì đừng hại đi đi.
cái gì mà hói 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 hoài à, bún vô mặt bây giờ. Đau quá à, làm cái gì cũng làm chậm hết trơn á. Biết nãy giờ người ta đau lắm không mà còn la. Thì tôi làm kỹ phải làm chậm chứ, làm nhanh sao được. Cái gì cũng khoái nhanh 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 nhanh, khoái nhanh lắm hả? Rồi làm xong rồi đó, vô lên lớp học đi. Im, ngồi yên đó, để tôi chăm sóc. Xin lỗi, mình làm phiền đến Vũ. Chúc nói gì vậy? Tôi là cái gì của Chúc mà Chúc nói vậy? Thì biết là chăm sóc, mà nãy giờ có một chỗ mà làm cái gì sức thuốc hoài vậy? Thì tôi thấy bị thương ở đó thì tôi sức thuốc ở đó. Còn mấy cái dùng kín đáo sao mà sức thuốc được? Dùng kín đáo là cái gì? Trời ơi, dùng kín đáo mà không biết thì ví dụ như cái vai nè, cái lưng nè, cái hông nè, làm sao mà tôi sức thuốc cho chút được? Đây là dùng kín đáo chứ sao? Không có gì. Đâu ra tôi coi lại coi. Ê da, nghẽ tay thôi. Nghĩ lại thấy chân cũng thô bạo thiệt. Đúng là chuyện gì nhỏ mà không giải quyết thì đợi đến khi nó lớn như quả địa cầu rồi, trở tay cũng không kịp. Chúc nè, sau này có đi đâu á thì không phải đi với tôi nghe chưa, nếu không thì lại bị đánh nữa đó. Tôi vô toilet cũng đi chung luôn hả? Thì đúng rồi. Vô chỗ làm gì? Thì tôi đứng ở ngoài tôi vịn cửa cho nó an toàn. Vậy luôn á hả? Ừ, chứ sao. Nhìn gì? Nhìn gì đâu? Cười gì mà cười? Cười cái gì đâu? Tôi thấy Chúc khỏe rồi nha, có sức đánh tôi rồi đó. Vết thương ổn chưa? Có cần sức thuốc lại lần nữa không? Sức chỗ khác đi. Chỗ nào? Chỗ nào đau thì sức chỗ đó. Thì tôi thấy có chỗ này thôi à, còn chỗ nào đau nữa nói tôi nghe coi. Tặng Linh nè. Đây là một cuốn sách Vũ cũng khá là thích. Nó thường là những câu hỏi đặt ra chính bản thân mình. Nhưng điều đặc biệt của cuốn sách này đó chính là chính bản thân mình cũng chưa chắc tìm ra câu trả lời. Con gì vậy? Linh! Con gì vậy? Linh! Đứng lại, đứng lại! Con gì ghê quá à? Linh, đứng lại, vừa lấy ra cho! Linh! Vô lấy ra cho. Lấy chưa? Lấy chưa? Lấy ra rồi. Nó đâu? Mở mắt ra đi. Nó nè. Ghê quá vậy. Nè, chết nè, chết. Nó nè, nó nè, nó nè. Vô đứng lại. Không đứng lại. Nè, bỏ sao vô người lên. Nó nè, nó nè. Đứng lại. Đứng lại. Ôi giời. Ghê quá à. Chơi gì chơi kỳ. Xin ra coi. Con sau này dễ hơn lắm thiệt. Dễ hơn giống Vũ nè. Trời ơi, Vũ ghê thiệt. Vũ thật là ghê. Bữa đây để tao chơi với Vũ nữa. Nè.
Tây Du, tao sẽ nhớ mày lắm. Chút sao vậy? Đang đau một xíu. Cho chừa cái tật. Con gái con lứa gì như đứa con gái á, đánh nhau được còn nói được nữa hả? Nói cái gì? Sau này đi đâu á cũng phải có tôi, biết chưa? Thích nghĩ mình đi đường khác đi, đường này kẹt rồi. Ừ, Trúc cũng thấy kẹt thiệt. Thôi đi. Ừ. Là sao? Không sao đâu, có tôi đây mà. Theo tụi em nhanh lên. Đi, đi đâu? Nếu anh có yêu em thì anh phải qua trường Tây Du xử thằng này cho em. Còn nếu không thì thôi, hãy đi đi. Mày là bạn của con Trân hả? Đi ra đi, tao chỉ muốn kiếm Vũ thôi. Ở trường tao chơi sao cũng được, còn trường khác đừng hòng mà đụng tâm sinh của trường tao. Nó nói đúng á. Đâu qua vậy? Bình tĩnh. Thì nãy thấy cái băng đông quá, đi theo chơi. Hai người đưa Trúc đi trước đi. Thôi anh cũng chạy luôn đi. Không được. Nè, vậy thôi, Trúc đi với tụi em đi. Không, nếu không đi, tôi sẽ không đi. Ở đây rất là nguy hiểm, tôi không muốn Vũ ở đây một mình. Trời ơi trời, đàn ông con trai đứng đánh nhau ở đây, mà đứng này làm chi? Băng cái đầu không đủ, muốn băng chỗ khác hả? Nói cái gì vậy? Thì ý tôi nói là băng cái đầu gối á. Trúc, Trúc về trước đi, tí nữa Vũ về. Trúc nói rồi, Trúc không về. Ở đây rất là nguy hiểm, mấy người đứa kêu tôi về nữa. Tôi sẽ ở đây, không để Vũ một mình ở đây nữa. Dạ. Đi Vũ, đừng mà. Tao nhắc lại lần nữa, mày đưa thằng Vũ ra đây. Mày muốn kiếm Vũ? Bước qua xét tao có đã. Ừ. Vậy là mày muốn chôn chung mồ với nó hả? Để tao. Chó này, buông tao ra. Tao chỉ muốn đánh tay đôi với thằng Vũ thôi. Buông với tao nè. Dừng lại.
sao đâu. Con ghẻ mày á, đụng tới con ghẻ của tao thì bây giờ tao đụng lại mày. Ba tao từng dạy, bạo lực không phải là thứ để giải quyết tất cả. Ok vậy đi, tao có con dao kèo. Nếu như tao thắng á thì mày và con ghẻ của mày biến khỏi cái trường Tây Du này. Còn nếu như mày thắng thì tao và anh Trân sẽ biến khỏi đây, mãi mãi không bén mảng tới đây nữa. Tao thấy ba tao nói đúng. Đúng là bạo lực không phải là thứ để giải quyết vấn đề. Nhưng đối với một số trường hợp và một số loại người thì đó là cách duy nhất. Tao chấp nhận dao kẹo của mày. Mất đồ, đó là. Coi như trận này tụi tao toàn thắng. Nhưng mà tao không cần mày thực hiện giao kèo đâu. Tao chỉ mong mày về khuyên chân, từ bỏ tất cả mọi chuyện, từ nay về sau sống cho tốt, và đừng bao giờ động chạm đến chút nữa. Về. À mà khoan, ba lô tao đâu? Không biết. Cái thằng này quên. Xung quốc quên. Mày có biết mất bao nhiêu cái rồi không? Tao không bao giờ dám gửi ba lô cho mày nữa. Thôi mà, trời ơi, xin lỗi mày ơi. Vô. Thì ra chính xác mày là thằng bịt mặt đen. Mày hay lắm. Vậy mà mày giấu mọi người bữa giờ. Mày hay. Ê, mà chuyện này tụi bay phải giữ kín nha. Sống để bụng, chết mang theo. Ê Bảo, bị gì vậy? Mày thì dùng bạo lực để giúp người, còn tụi tao thì bắt nạt không à. Nghĩ lại thấy xấu hổ. Thôi, biết sai là tốt rồi. Sửa đi ba.
anh em học chung một trường, việc gì phải đánh nhau, bảo vệ nhau còn không hết nữa, đúng không? Chắc mai mốt vô trường không ăn hiếp mấy đứa trong trường nữa đâu, tội nghiệp của nó. Ê, nói là nhớ nha, hứa nha. Vô. 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 Ê Vũ, giờ trễ rồi đó, sao không về đi? Bình thường về sớm lắm mà. Thì lần trước tao bị ba tao chửi vì tao đánh nhau. Đánh có một xíu à, mà bị chửi quá chừng luôn. Bữa nay nát bét như vậy, chắc tao tan xác với ba tao. Thôi. Giờ sao mày? Alo. Vũ, Vũ về nhà chưa vậy? Chưa. Bộ lo cho tôi hả? Lo sao không lo, hỏi gì kỳ cục vậy? Mà Vũ có bị sao không vậy? Nát bét hết rồi. Cái gì? Nát bét? Ừ. Nhưng mà chút yên tâm đi, còn nguyên những chỗ cần thiết. Những chỗ cần thiết hả? Ừ. Ủa gì kỳ vậy? Ê, không có giỡn nha, kỳ cục quá à. Bây giờ về nhà mau đi kìa, ba đang tìm khắp nơi đó. Hả? Ba tôi tìm tôi hả? Anh ơi, à, làm ơn cho... À không không, xin lỗi anh à, cho tôi hỏi thăm cái à, hồi nãy giờ anh ngồi đây á, anh có thấy một đứa nào, một đứa nhỏ à, nó cao chừng này à, tóc tôi để hai mái à, nó mặc à, một bộ đồng phục màu đen, trường học là trường học Tây Du, đúng rồi à, dạ, cảm ơn anh. Thank you.
3. Vũ, mà con ơi, đi đâu giờ này mới về hả? Tại sao, sao con ra nông nỗi này hả Vũ? Ba, con xin lỗi ba vì con không nghe lời ba. Được rồi, để ba đưa con tới bệnh viện khám coi con có bị chấn thương ở đâu không. Đi ha. Ba, con không sao đâu. Vậy thì tại sao, tại sao giờ này con mới về, con đi đâu? Con đã đánh nhau, con sợ ba biết, con sợ ba buồn nên con không dám về nhà. Sao đi nữa thì con là con của ba, tại sao lại bỏ nhà đi như vậy? Ai, ai đã đánh con, nói cho ba biết đi. Ba, nếu ba thương con thì ba phải tin con, ba phải nghe con. Ba đã nghe đây, ba đừng hỏi nữa. Là sao? Ba phải có quyền được biết ai gây ra chuyện này chứ. Chuyện này đã được giải quyết rồi ba. Từ nay về sau sẽ không còn chuyện đánh nhau trong trường Tây Du nữa. Con đã giải quyết hết tất cả mọi thứ rồi. Ba tin con nha ba. Nha ba. Từ đó, trường Tây Du lúc nào cũng rộn tiếng cười. Hai thằng đạo sĩ cũng không còn ăn tiền hối lộ như trước nữa. Thay vào đó là tụi nó sẽ nhắc nhở người vi phạm và cho cơ hội sửa sai. Nếu tái phạm lần hai thì mới ghi tên vô sổ. Bảo Lâm từ ngày hôm đó chăm chỉ học hành hơn, vui vẻ hòa đồng với bạn bè hơn. Còn Trân và My sau vụ đó thì bị đình chỉ cả tuần, tới giờ vẫn chưa đi học lại. Tôi nghĩ là sau khi đi học lại thì hai người đó cũng sẽ thay đổi thành học sinh tốt thôi. Chú Vũ ơi, hôm nay Chúc Chúc hả, sau bao nhiêu ngày tháng đã cố gắng làm đồ ăn, hôm nay Chúc Chúc đã thành công rồi nè. Để cho đi, Vũ Vũ chỉ ăn một đồ ăn của Chúc Chúc thôi nha, không được ăn đồ ăn của người khác đâu nghe chưa. Vậy Vũ Vũ hứa từ nay về sau chỉ ăn đồ ăn của Chúc Chúc thôi, được chưa? Giỏi nè, của Vũ Vũ nè, quá xuất sắc luôn nè. Thôi ăn thôi. Ê, thôi Vũ Vũ sẽ bị mỏi tay để Chúc Chúc đút cho. À vậy cũng được. À nhưng mà Vũ Vũ cũng hay mỏi miệng lắm á, hay là Chúc Chúc nhai cho Vũ Vũ ăn đi. Ô cái này không được, cái này thì dơ lắm, không được đâu. Nga, Chúc nhanh nha. Vũ và Chúc thì khỏi nói rồi, hai đứa nó lúc nào cũng dính nhau như Sam, muốn tách ra cũng khó. Thằng quỷ của tao mà. Gỡ rồi. Sao trả được? Vậy trả tao đây. Trả không? Đâu? Thôi Chúc Chúc ơi, hai đứa mình đi ra ngoài đi, không chơi với thằng Luân Luân điên điên này đâu. Thằng Luân Luân điên điên quá à, không chơi với Luân Luân
lưng điên điên nữa đâu, mình phải đi thôi. Vũ chút chút đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Không đi với lưng lưng điên điên nữa. Vũ chút chút Vũ. Vũ chút Vũ chút. Chút Vũ chút Vũ. Vũ chút chút Vũ. Còn Linh thì mấy bạn Linh đâu rồi? Bình thường Linh đi học sớm lắm mà. Ủa, Linh không biết gì hả? Nghe nói Linh sẽ đi Pháp du học á, hình như hôm nay lên máy bay nè. Linh. Ủa? Dạ con chào bác. Ba ra ngoài trước đi, con nói chuyện với bạn xíu. Tranh thủ nha con, mình còn ra sân bay nữa, chỉ còn một tiếng nữa thôi đã. Dạ. Ủa Linh đi du học hả? Linh đi rồi, luôn ráng mà học nha. Chứ không có Linh ở đây, không ai cho Luân nhìn bài nữa đâu. Tôi nhìn bài người khác cũng được mà. Học, tôi sẽ cố gắng học, Linh yên tâm. Linh, qua bển á, có hàng hiếp nhớ gọi tôi. Gọi điện về đây tốn tiền lắm. Không sao đâu, gọi đi, tôi nhá máy tôi gọi lại cho. Ở đây gọi điện qua đó còn tốn tiền hơn nữa. Tôi có con heo, Linh đừng lo. Mà gọi cho Linh chi? Thì để tôi nghe. Nghe gì? Tôi nghe Linh đọc số điện thoại của thằng đó để tôi gọi, tôi chửi thằng đó. Dám ăn hiếp Linh của tôi. Ở đây tiếng Anh học còn chưa xong, gọi qua đó hả? Chửi người ta bằng thứ tiếng gì? Tôi... Nó không hiểu thì tôi nhá máy cho nó chết luôn. Người ta để cho luôn nhá máy à? Linh đi chừng nào về? Linh cũng không biết nữa. Mẹ nói qua đó học rồi định cư rồi bển luôn.